Dạ em xin kính chào tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay em lại lên cho các bác một phiên bán hàng với rất là nhiều mặt hàng đẹp các bác nhé. Thì mặt hàng hôm nay trên video thì em sẽ có như là hoàng nhạn 4N này, hàng ná mít giá rất là hạt rẻ nhé. Đấy, đuôi cáo đuôi trồn, giải hạc châu như hoa tết này. Đấy, mặt trời Bangkok hoa đỏ này, các loại địa này. Địa thì chơi hoa tết rồi, tầm này đang có lụ các bác nhé. Cô rắt cô kỳ ấy và trầm tím, rất là nhiều mặt hàng nữa các bác nhé. Các bác có theo dõi video và ủng hộ cho em. Các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0394547221. Các bác có thể nhắn tin qua Zalo hoặc nhắn tin qua điện thoại cho em nhé. Thì đầu video hôm nay thì em sẽ lên cho các bác mấy cái mã của nhạn 4N các bác này. Rất là hạt rẻ luôn các bác nhá, giá cực kỳ yêu thương cho cả nhà sưu tầm luôn. Đây, đầu tiên em sẽ lên cho cả nhà xem qua cái mặt hoa của cái nhạn 4N này các bác này. Đấy, bông rất là đậm màu, hoa thơm cả nhà nhá. Đấy, các bác tranh thủ sưu tầm, giá rất là hạt rẻ luôn thì cả nhà sưu tầm này. Em lên cái mã 1 này. Đấy, cái rất là to lá mít nhá các bác nhá. Em chia sẻ cái mã 1 này với giá là 300.000 cho mã 1. Mã 2 này cũng là hai cây lá mít luôn nhá các bác nhá. Đấy, mã 2 em chia sẻ với giá là 300. Mã 3 này cũng hàng lá mít hai cây luôn các bác nhá, cũng 300k các bác ơi, 300k cho mã 3 nhá. Đấy, các bác lấy mã nào để chốt cho em, đều là những cây rất là to hàng lá mít đấy ạ. Ở tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác các cái mã của cô Rắc Cookie. Cô Rắc Cookie thì em sẽ lên cho cả nhà xem qua cái mặt hoa của cô Kỳ trước này. Đấy, hoa rất là đậm đẹp và hoa thơm các bác nhá. Đấy, em sẽ lên cái mặt hoa này, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đấy, đây ạ, cô Rắc Cookie, các bác có thể sưu tầm làm giống các bác nhá. Đấy, vì là hàng này của em hàng là hoàng chuẩn ngày xưa nên hoa rất đậm và thơm đấy ạ. Thì cái mã 1 này em chia sẻ với giá là 700k cho mã 1 này, chọn 3 cây hàng thuần lâu năm cả nhà nhá. Đấy, mã 2 em chia sẻ với giá là 500k mã 2. Mã 3 này, chậu này thì có một chậu cây đôi và một chậu là tổng là 3 cây các bác nhá. Nhưng mà hàng cũng thuần rất là lâu rồi. Em chia sẻ cái mã 3 này với giá là 600. Đây các bác này. Đấy, các bác có thể nhìn tổng thể cây rất là đẹp luôn các bác nhá. 600. Tiếp theo, em có một cái chậu trầm tím. Cái chậu này trước này có một cái bác ấy hẹn bác ấy lấy nhưng mà bây giờ bác ấy lại bảo bác ấy đi công tác, bác ấy đi có việc thì em bán lại luôn nhá. Đấy, cái mã trầm này các bác chốt cho em với giá là 420.000. Trầm tím rừng Điện Biên, hàng chuẩn rừng các bác nhá, chuẩn rừng 100%, hàng thuần lâu năm đấy ạ. Thân rất là tím lịm to. Đấy. Nuôi được một chậu trầm như này thật sự với các bác là rất là lâu các bác nhá. 420.000 cho mã trầm tím ạ. Em có duy nhất một chậu thôi. Đáng là vì thật sự là trầm này em hết lâu rồi, vì là đây bác để bác cái bảo là lua cho bác cái đấy để gửi cho bác ấy, nhưng bây giờ bác cái bảo là bác ấy không lấy nữa. Đấy, thì bây giờ em sẽ bán lại luôn 420 nhá. Em có mấy cái chậu cẩm cù. Đấy, cẩm cù hàng thuần lâu. Cái hàng này thì nó dễ chăm lắm các bác ạ, rất là dễ chăm nhá. Đấy, em chia sẻ là 150 cho một chậu cẩm cù các bác nhá, 150 cho một chậu. Đấy, các bác lấy bao nhiêu chậu thì bảo em nhá, em có rất là nhiều. Đây em chỉ để ra một ít để em quay vì nhà em nó chật nhá. Đấy, bác lấy rất nhiều cũng được, vì có những bác mua cái này về treo các cái ban công hoặc là treo bên bờ rào của tường ấy, rất là đẹp luôn, mua cả 5 7 chậu luôn ấy ạ. Đấy. 150.000 cho một chậu nhé. Tiếp theo, em có một cái giò cáo rất là to này. Đấy. Cái trụ cáo này em nuôi thuần phải đến 3 năm rồi đấy. Rất là đẹp luôn nhá. Cái trụ cáo này hôm nay em chia sẻ cho cả nhà với giá là 850 luôn này. Siêu to khổng lồ luôn. Đấy, rất nhiều cây nhá. Cái giò này mà nở ra thì thật sự với các bác nó rất là đẹp. Đây, hoa của cáo thì như cả nhà đã biết rồi ạ. Đây em cho cả nhà xem qua nhé. Ngồng hoa nó rất là đẹp luôn, mà là ngồng nó dài các bác nhá, ngồng nó rất là dài luôn ạ. Đây các bác này, ngồng hoa của cáo đây này. Đấy. Mà đây giò được em rất nhiều cây, mai nở rất là sai hoa nhá, hàng thuần lâu rồi. 850 cho trụ to này nha các bác nhá. Trụ to này 850 cho em. Tiếp theo em có các cái chậu của tam bảo sắc hoa trắng. Bảo hành hoa cho cả nhà luôn, tam bảo sắc trắng thì em chia sẻ cái mã 1 này với giá là 300.000, cây rất là to, hàng lá xếp các bác nhá. Đấy, 300.000 cho mã 1. Mã 2 này em cũng chia sẻ với giá là 600k nhé. Các bác lấy mã nào để chốt cho em. Tiếp theo thì em sẽ lên cho cả nhà mấy cái mã của
địa lan, các loại địa lan của nhà em thì hàng toàn bộ là hàng đang có lụ. Đấy, chơi hoa Tết các bác nhá. Có lụ to, lụ bé nhưng mà đa số là toàn lụ bé thôi. Thì em sẽ lên cho cả nhà xem qua cái mặt hoa của công chúa Hàn Quốc này. Đấy, địa lan công chúa Hàn Quốc nhá, hoa rất là đẹp luôn các bác ạ. Bông rất là đẹp nha các bác nhá. Đây. Đấy. Hoa rất là thơm luôn các bác ơi. Thơm lắm là thơm luôn nha các bác nhá. Đấy, thì em sẽ chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 cho một chậu. Chậu của nhà em là chậu bụi to các bác nhá. Chậu bụi to như này, hàng tuyển loại A chọn luôn ấy, A cộng luôn, không phải là hàng nghĩ luôn. Đấy, vì là hàng em tay em chọn từng chậu nên là các bác yên tâm. Bụi nó rất là to đẹp nhá. Đấy, 250.000 cho một chậu công chúa Hàn Quốc các bác nhá. Một chậu công chúa Hàn Quốc nhiều ngồng lụ ạ, 250.000 cho một chậu. Hoa đỏ các bác nhá, hoa đỏ rất là đẹp, thơm nhá. Tiếp theo em còn hai cái chậu của cọp đỏ. Hai cái chậu của cọp đỏ này hôm nay em chia sẻ lốt với giá là 200k cho một chậu các bác nhá. Bác nào lấy cả hai chậu em để giá là 380.000. Các bác lấy một chậu thì em chia sẻ là 300 một chậu là 200k nhá. Đấy, cọp đỏ nhá. Đấy, địa lan cọp đỏ cũng đang có lụ luôn. Tiếp theo em sẽ có một cái chậu bạch nhạn. Bạch nhạn này là bạch nhạn nhá các bác nhá. Hàng rừng thuần rất là lâu năm. Đấy, bạch nhạn hoa trắng tinh nhá. Hoa của nó sẽ gần giống như hoa quế trắng tháng 8. Đấy, cái chậu bạch nhạn này các bác chốt cho em với giá là 350.000 các bác nhá. 350.000 cho chậu bạch nhạn này ạ. Tiếp theo thì em sẽ lên cho cả nhà một mặt hàng nữa là các cái chậu của mặt trời Bangkok. Mặt trời Bangkok này của em nó là giống hoa đỏ các bác nhá. Hoa đỏ tượng trưng cho sự may mắn, các bác chơi những cái ngày lễ Tết hoặc là quanh năm các bác sẽ chơi hoa. Đây, mặt hoa nở tại vườn đây cả nhà nhá. Đấy, hoa đỏ nó thơm cực kỳ luôn các bác ạ. Thơm đỉnh của chóp luôn các bác nhá. Thơm lắm là thơm. Và riêng cái đặc điểm của cái dòng này thì hoa nó sẽ nở nhiều đợt trên một năm. Nở 3 4 5 đợt luôn các bác nhá. Đấy, nó siêng hoa lắm luôn ấy ạ. Em chia sẻ là 250.000 cho một chậu cây đơn nhá các bác nhá. 250.000 cho một chậu cây đơn lá xếp như này. Đây ạ, 250.000 cho một chậu. Đây, hoặc là các bác có thể lấy những cái chậu nó có con như này cũng được nhá. Em cũng chia sẻ là 250.000 cho một chậu. Đây ạ. 250.000 cho một chậu nhá. Đây em có hai cái mã của chậu 3 cây. Em chia sẻ hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 600k cho một chậu. Đây, mã 1 3 cây luôn các bác nhá. Đấy, cây rất là xếp đẹp các bác này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, 600.000 cho mã 1 này. Mã 2 này em cũng chia sẻ với giá 600, 3 cây luôn các bác nhá, 600k. Đấy, Bangkok đỏ nhá. Tiếp theo thì em sẽ có các cái rề của dải hạc châu Như. À, như các bác đã nhìn thấy trước màn hình đấy ạ. Nó có các cái lá nó vàng này này, nó đang vàng lá này, nó xuống lá này, nó ra hoa các bác nhá. Riêng những cái hàng thân đốt thân thòng như này thì nó sẽ xuống hết lá thì nó sẽ cho hoa cho các bác chơi nhá. Đấy, thì em sẽ lên cái mặt hoa của dải hạc châu Như trước này, nở tại vườn cả nhà nhá. Hoa của nó rất là thơm, mầm thì tím lịm luôn cả nhà nhá, mầm tím lịm luôn. Hoa nở tại vườn này ạ. Đây, cái bông hôm trời em chụp cận cảnh này. Đây các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn, nó thơm lắm các bác ạ. Và riêng những cái hàng thân thòng thân đốt như này, thân thòng như này thì các bác sẽ chơi hoa rất là sai. Vì là các tương đương mỗi một thân như này, mỗi một thân thân mầm như này nó tương đương với một thân hoa các bác nhá. Đấy, thì mỗi một rề hàng của em đây chia sẻ là hàng nguyên rề nguyên búi. Đấy, thì mỗi một rề như này nó rơi vào khoảng 10 thân hoa các bác nhá, 10 đến 12 thân hoa. Thì em sẽ chia sẻ là 280.000 cho một rề. Hôm nay em chia sẻ cho cả nhà 280 một rề thôi nhá. Đấy, mỗi một rề nó khoảng 10 đến 12 thân hoa như này các bác này. Rất là đẹp luôn ạ. Đây các bác nhá. Đó. Thân rất là dài. Nó phải dài được cả đến 80 90 một mét luôn đấy ạ. Đấy, các bác về chơi hoa thì rực rỡ luôn nhá. Vì là các bác còn chơi hàng rề như này nó nở đồng loạt cùng một lúc. Nên là chơi hoa rất là đẹp luôn. Đấy, 280.000 cho một rề các bác nhá. 280.000 cho một rề, mỗi rề khoảng 10 đến 12 thân hoa. Này, nó đang xuống lá để nó chờ hoa rồi đấy các bác ạ. Mà nó sẽ trụi hết lá thì nó sẽ cho hoa đây. Cái thân này nó cũng đang gần trụi đây các bác này, gần trụi hết rồi này. Đấy. Đây là các thân tơ để nó sẽ lứt các cái lụ đây để ra hoa ở các cái mắt này các bác nhá. Đấy, nên là rất là sai hoa luôn, 280.000 cho một rề. Tiếp theo thì em sẽ có các cái mã của gì đây? Đa châu hồng gấm. Đa châu hồng gấm thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà với giá là 250.000 cho một chậu. Đa châu hồng gấm. Hồng gấm thì hoa cũng thế, một năm nở 2 3 4 5 đợt.
Rất là siêng hoa lửa cá Tết các bác nhé. Lửa cá Tết lửa cả quanh năm. Đấy, hồng gấm thì em chia sẻ là 250.000 cho một chậu. 250.000 cho một chậu hồng gấm này. Và rất là đậm và thơm luôn các bác nhé. Cũng rất là sai hoa. Đấy, 250.000 cho một giò. Em có các cái giò của... Đây. Em lên các cái chậu của quốc sắc thiên hương nhé. Đây, quốc sắc thiên hương em có rất là nhiều. Đây, bông của nó đây các bác này. Em sẽ quay cho các bác luôn một cái bông tại giò luôn đây này. Đấy, bông màu xanh rất là đẹp luôn các bác nhé. Bông xanh rất đẹp và hoa thơm các bác nhá. Rất là thơm. Đấy, thì các cái chậu của quốc sắc thiên hương như này, chậu 4-5 nụ luôn nhá. Em chia sẻ cho cả nhà hôm nay với giá là 280.000 cho một chậu. 280.000 cho một chậu quốc sắc thiên hương. Đây ạ, chậu 4-5 ngồng hoa luôn. Và hàng của em là hàng tuyển. Đấy, nên là các cái chậu của nó bụi rất là to các bác nhá. Đây các bác ạ. Bụi của nó rất là to luôn. Nó không giống như hàng đổ xô đâu ạ. Đấy, đây là các bác yên tâm. Đấy, các chậu của em là hàng cũng đã tay em nhặt từng chậu rồi. Đấy, em sẽ cho các bác những cái chậu đẹp nhất nhá các bác nhá. 280.000 cho một chậu quốc sắc thiên hương nhá. Đấy, đây em có một cái bụi hải yến nữa này. Đấy, bụi hải yến này em chốt cho các bác với giá là 250.000 cho bụi hải yến này luôn nhá các bác nhá. 250.000. Đấy. Đấy, đuôi cáo này, nhạn này. Đấy, thì thời lượng video của em đến đây là kết thúc nhá. Em cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0394547221. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.